TV56 xin mến chào các bạn. Hôm nay TV56 muốn phản biện những lời, những cái bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng đọc nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản vào ngày 3 Tây tháng 2 năm 2020. Trước tiên hết thì trên màn ảnh quý anh chị em thấy cái câu đầu tiên đó là Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Mà cái câu đầu này thường thường quý anh chị em nghe clip của TV26 thì TV chứng minh cho quý anh chị em biết đây là một cái câu phản quốc, mang cái tính chất phản quốc. Đối với cá nhân TV256 cũng như rất nhiều người khác là chỉ có Tổ quốc Việt Nam muôn năm thôi, hoặc là dân tộc Việt Nam muôn năm thôi. Tổ quốc và dân tộc nó phải đứng trên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào gọi là quang vinh muôn năm mà đứng trước Tổ quốc như vậy được. Thành ra nó trở thành một cái câu phản quốc. Quý anh chị em nhìn cái huy hiệu mà búa liềm á, ngay cái huy hiệu búa liềm này chúng ta thấy nó cũng đứng trước cái cờ đảng, cờ của Việt Nam nữa, mà do Đảng Cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh mang về, đó là cờ đỏ sao vàng. Cờ búa liềm là cờ của đảng mà đứng trước cái lá cờ cờ nước, mà cái nước cờ nước này đó do Hồ Chí Minh mang đến, thì nó cũng mang cái vấn đề mà phản quốc đối với những người cộng sản luôn. Tại vì cái cờ đảng không có thể nào mà đứng trước cái cờ của Tổ quốc được. Thành ra qua những cái huy hiệu này chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên môn là dùng mọi biện pháp để mà bảo vệ cho cái đảng của họ, chứ họ không phải thực sự mà bảo vệ cho Tổ quốc. Và dưới cái hình đó, đó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của giặc Tàu, mà chút lát đây TV256 sẽ đưa ra tất cả những bằng chứng Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu, một tên gián điệp Tàu. Mời quý vị anh chị em nghe tiếp nhé. Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào. Đồng chí, đồng bào nào hả, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Vừa mới đây thôi, ông đã chỉ thị cho Tô Lâm đem 3.000 quân qua để mà tấn công xã Đồng Tâm, để mà giết chết cụ Lê Đình Kình, một người đồng chí 56 tuổi đảng với ông đấy. Ông giết rất là tàn nhẫn, rất là man rợ. Lính của Tô Lâm, cảnh sát cơ động, một anh chàng nào đó không biết tên tuổi, đã giết chết cụ Kình bằng 4 phát đạn. 2 phát đạn lên đầu, 1 phát đạn vào tim và 1 phát đạn vào đầu gối. Cái đầu gối giống như bị lặt lìa luôn. Quá man rợ như vậy. Mà đồng chí cái gì thưa ông? Đồng chí gì mà tấn công người ta vào ban đêm từ 3 giờ đến 4 giờ sáng? TV256 hỏi ông đó, Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí gì mà bắn những lựu đạn cay vào nhà người ta vào 3-4 giờ sáng như gì? Mình lại rất hèn hạ đưa đến 3.000 quân để mà diệt hại người đồng chí đó. Đồng bào chỗ nào thưa ông? Ông đâu phải là người Việt Nam. Nếu mà ông người Việt Nam, ông có đâu có hành xử man rợ mỗi rợ như vậy. Mà ông kêu là đồng chí, đồng bào. Đồng bào chỗ nào? Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, ông trả lời dùm cho TV256 điều đó đi.
trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng của năm 2019 và đón xuân Canh Tí 2020. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình. Thành tựu chỗ nào thưa ông? Thành tựu với cái lợi tức income, lợi tức của mỗi đầu dân chỉ có khoảng 2.800 đô la, thua xa Thái Lan, thua xa Singapore, thua xa Nhật Bản, thua xa cả thế giới. 2.800 đô la sống gì nổi. Đó là chưa kể đến là những mà gian dối của Đảng Cộng sản Việt Nam của các ông đưa ra cái con số 2.800 đô la. Nhưng mà sự thật, cái mức mà trên lệch giữa người nghèo và giữa người giàu nó quá xa đi. Nguyên một cái Đảng Cộng sản của các ông đều giàu có, đa số những đảng viên đều giàu có, đều tham nhũng, từ những tên mà cấp quan cho đến những tên mà chủ tịch nước, tổng bí thư như ông đều giàu sụ. Ngày hôm nay đó, ông bận áo vest ngon lành, thắt cà vạt ngon lành, nó đâu phải là những cái người mà vô sản chuyên chính của năm 1975 khi ông bước vào Sài Gòn, các ông cưỡng chiếm Sài Gòn, các ông đi bằng đôi dép, đi bằng đôi dép lót, bận áo quần thì bỏ ở ngoài, bận áo đen gọi là bà ba. Bây giờ các ông không còn gọi là vô sản chuyên chính nữa. Các ông là những tên cộng sản giàu, giàu sụ. Chúng ta gọi các ông là tư bản đỏ, tư bản máu. Là các ông làm giàu trên xương máu của người dân. Vậy thôi. Chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công cụ nối dài của Đảng, là cánh tay nối dài của Đảng. Rõ ràng là như vậy, các ông không còn chối cãi nữa. Các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, làm TV256 phải nhớ đến cụ Lê Đình Kình là lão thành cách mạng đó. Lão thành cách mạng bị các ông tiêu diệt như vậy đó. Tiêu việc bằng những cái hành xử mang rợ như vậy. Nói thiệt, TV khinh ông đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Làm những cái hành động thô bỉ như vậy đối với người đồng chí của ông. Khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông chẳng có chân tình đâu ông Nguyễn Phú Trọng. Ông không có lòng chân tình đâu. Cái chân tình của ông đó, tại sao TV hỏi ông, ông đã nói rằng, ông đã tuyên bố rằng, ông đã cam kết rằng ông chỉ làm có nửa nhiệm kỳ thôi. Từ năm 2016 đại hội đảng lần thứ 12, ông nói ông làm nửa nhiệm kỳ thôi. Từ 2016 cho đến 2018 thì ông phải rời khỏi cái chức vụ ông rồi. Đó, không? Đó là lời hứa hẹn của ông. Mà rốt cuộc lời hứa của ông không thực hiện được. Ngay cả quy định mà ông vừa mới ban hành ra đó, quy định 241 đó, 214 đó, ông cho rằng lời nói phải đi đôi với việc làm. Rốt cuộc ông không làm. Ông không từ bỏ nhiệm vụ. Mà đã ông không từ bỏ nhiệm vụ mà ông còn kiêm thêm một chức vụ là chủ tịch nước nữa. Đó là
tham quyền cố vị. Rõ ràng là ông tham lam cái chức vụ. Tham lam chức vụ ở TV256 còn coi hơn, nút quan trọng còn hơn cả tham lam tham nhũng. Tham nhũng đã là tội ác rồi, còn tham lam chức vụ của ông nữa, mà gánh hai cái chức vụ như vậy, mà qua cái lời hứa hẹn của ông như vậy, ông nói là ông làm đơn xin nghỉ hưu, mà tại sao lại tiếp tục hai cái chức vụ mà lớn nhất như vậy? Và ông thường huấn dụ rằng là tại sao phải kiêm nhiều quá. Ông huấn dụ những mà tỉnh ủy qua đời, chủ tịch ủy ban nhân dân, rồi là kiêm đủ thứ hết, là ông đưa lên mặt báo như vậy, mà ngày nay ông nhổ ra rồi ông lại liếm. Ông mang hai cái chức vụ như vậy, tất cả những bằng chứng đó còn nằm ở trong những tờ báo. Thưa đồng chí và đồng bào, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta. Thưa ông có xem trọng cái truyền thống của nhân dân Việt Nam không? Ông có xem trọng cái lịch sử của người Việt Nam không, thưa ông? Nếu mà ông xem trọng cái lịch sử của người Việt Nam, ông phải thay đổi cái đồng tiền Hồ Chí Minh. Lịch sử Việt Nam đến hàng ngàn năm, hàng gần 5.000 năm văn hiến như vậy. Lịch sử có biết bao nhiêu anh hùng, Lê Lợi, Lê Lai, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Tại sao họ đâu hết rồi? Tại sao họ đâu hết rồi? Mà sao 3 lần đổi tiền? Sao nhiều lần đổi tiền chứ không phải 3 lần đổi tiền? Giống một hình ảnh Hồ Chí Minh. Lịch sử Việt Nam đâu phải là chỉ có một Hồ Chí Minh. Từ những anh hùng của chúng ta đâu rồi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Ông trả lời được điều đó không? Ông có quý trọng lịch sử không? Ông có quý trọng cái truyền thống của dân tộc không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Ông trả lời đi, ông Nguyễn Phú Trọng. Nối tiếp truyền thống đó, từ giữa thế kỷ thứ 19, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, không cam chịu thân phận nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên đấu tranh qua các phong trào yêu nước. Bao nhiêu phong trào yêu nước đấu tranh chống Pháp rồi, các ông tiêu diệt hết. Từ Đại Việt, từ Việt Nam Quốc Dân Đảng, từ Dân Xã Đảng, các ông tiêu diệt hoàn toàn hết. Các ông độc quyền mà không phải là chống Pháp. Các ông độc quyền gọi là thừa, Hồ Chí Minh đã thừa là ta, làm ta sai cho giặc Tàu để mà đưa nước Việt Nam vào vòng nô lệ của giặc Tàu. Chút xíu này TV sẽ nói nhiều về Hồ Chí Minh. Các ông chỉ may mắn thôi, các ông cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, trong khi Nhật vì trái bom nguyên tử mà phải đầu hàng Hoa Kỳ. Nhật đã bị giải giới ở Việt Nam, và Nhật đã giao quyền hành cho chính phủ Trần Trọng Kim. Rồi các ông cướp chính phủ Trần Trọng Kim, cướp trong tay chính phủ Trần Trọng Kim cái chính quyền. Và lịch sử cũng đã ghi nhận là có cái vụ mà cướp chính quyền như vậy. Ông có trả lời được không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Diễn ra liên tục và mạnh mẽ bằng nhiều con đường với nhiều khuynh hướng khác nhau. Từ con đường cứu nước của các sĩ phu cho đến cái cuộc khởi nghĩa nông dân và con đường cách mạng tư sản. Mặc dù đấu tranh rất kiên cường, đầy tâm huyết. Đây đó chú, bây giờ anh chị em thấy hình ảnh của
của Nguyễn Xuân Phúc rất là ngơ ngáo, mà có thể là ông không thích nghe những bài diễn văn bài này, và trong cái hội trường TV cũng không thấy cái sự mà hoan hỷ nữa. Họ có tính chất là vỗ tay cò mồi, nó không giống như là bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump mà đọc trước Quốc hội Mỹ. Người ta thật lòng, người ta vỗ tay và người ta đứng lên, người ta ca ngợi. Nó không giống như bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng. Cũng có tiếng vỗ tay thì cái vấn đề đó mình hiểu mà. Những hình ảnh đó được chụp hết để xem coi ai vỗ tay hay không vỗ tay, để mà có thể vì cái vấn đề an nguy thành ra họ bắt buộc phải vỗ tay thôi. Chứ TV nghĩ là họ cũng không có cái lòng nào để mà nghe cái bài diễn văn rất là thô bỉ của ông. Và chịu những hy sinh to lớn, song do hạn chế của lịch sử, nhất là thiếu một đường lối đúng, các phong trào đó đều không thành công. Lịch sử đường lối đúng chỗ nào, các ông làm được cái gì nếu mà không có chính phủ mà lâm thời? Chính phủ lâm thời từ đâu, tiền ông có? TV hỏi ông đó. Hồ Chí Minh có tiền à? Mà đúng, Hồ Chí Minh là tên gián điệp mới có tiền thôi. Mới có tiền thành lập một cái chính phủ lâm thời ở tại Cây Đa Tân Trào. Lịch sử còn ghi nhận điều đó. Tiền bạc ông trả lương cho những người làm việc. Tiền bạc ở đâu ông lo súng đạn? Tiền bạc ở đâu để ông thành lập một cái chính phủ? Một cái chính phủ đâu dễ đâu ông, thưa ông. Ngoài việc bê súng đóng từ ở bên giặc Tàu đem qua Việt Nam, những quân lính của giặc Tàu vô đất nước mình để mà thực hiện cái việc mà cưỡng chiếm chính phủ từ tay của Trần Trọng Kim. Cứ đòi hỏi phải tìm một con đường mới. Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành nào là thanh niên yêu nước, thưa ông? TV vạch ra cái điều này, nó rõ ràng, ngay cả Đảng Cộng sản của ông cũng công nhận rằng người thanh niên đó có bằng chứng là không phải là yêu nước. Đây, quý anh chị em thấy đây. Đây là cái văn kiện. Thấy không? Đây là cái văn kiện đây. Đó, toàn bộ cái văn kiện đây. Vào trang 79 đây. Cái trang 79 của người Cộng sản, tham gia Cộng sản là ông Hoàng Văn Chí. Ông Hoàng Văn Chí đã viết lên cái cuốn rồi là Từ Thực Dân Đến Cộng Sản. Và chúng ta đọc thử xem. Báo Daily Worker, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh, Đảng đăng một đăng một tin đăng một tin vắng tắt nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong khám đường Hồng Kông, nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Năm 1933, mật thám Pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết là đã chết. Đó,
cái bài viết của ông Hoàng Văn Chí, cái trong sách của ông Hoàng Văn Chí đã nói điều đó. Thấy không? Nó rõ ràng. Không phải là cái câu chuyện này đó qua một cái trang mà 54 của sách Hoàng Văn Chí đó, không phải lần là hồi nào tới giờ người ta không có sự nghi ngờ. Người dân đó đã có sự nghi ngờ từ hồi mà ông Hoàng Văn Chí còn là cộng sản, là theo cộng sản vào những năm gọi là mà rất là lâu, 40 mấy 50 mấy rồi Hoàng Văn Chí đã theo cộng sản. Và Hoàng Văn Chí đó, khi mà Hồ Chí Minh xuất hiện đó, thì Hoàng Văn Chí đó ngay cái lúc đó là người ta đã đồn đoán là Hồ Chí Minh giả rồi. Thấy không? Thành ra ở phần này TV có đọc cái bài này của trang 54 đây. Hỏi thẳng vào mặt Hồ Chí Minh, vào ông Hồ, ông vẫn một mực chối cãi. Đó, quý chị em rảnh thì quý em chỉ đọc cái này đi. Tại vì trong đây đó nói vào làm sao mà để phân biệt được Hồ Chí Minh với Nguyễn Tất Thành, thì cái tai á bên phải, bên trái đó, trong đây nó nói về cái lỗ tai đó, là người ta đã nghi ngờ đây không phải là Nguyễn Ái Quốc, chứ không phải là mới đây. Cái chuyện mà người ta nghi ngờ Hồ Chí Minh là giả là nó từ thời của ông Hoàng Văn Chí, là thời lâu lắm rồi, là từ thời mà 1945 mà khi có xuất hiện Hồ Chí Minh, năm 41 mà khi có sự xuất hiện Hồ Chí Minh ở hang Pát Bó đó, rồi để thành lập một cái chính phủ lâm thời đó. Người ta đã nghi ngờ rồi, người ta chỉ cần đặt câu hỏi thôi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Người ta đặt câu hỏi từ năm 1933 đến 1941, khi mà Hồ Chí Minh ở hang Pát Bó. Trong 8 năm đó, Hồ Chí Minh ở đâu thưa ông? Hồ Chí Minh ở đâu? Từ năm 1933 đến 1941, chúng ta không nghe một tí tin tức gì về Hồ Chí Minh hết. Ít ra một người làm chính trị như Hồ Chí Minh phải được cả thế giới biết đến chứ. Nhưng mà cả thế giới đều mù mờ cái năm 1933 đến năm 1941, không ai biết Hồ Chí Minh ở đâu. Rồi tự nhiên thấy xuất hiện ở hang Pát Bó, thì làm sao là Hồ Chí Minh thật được? Và nên nhớ một chi tiết mà chúng ta phải để ý rất là quan trọng. Đó là chi tiết tất cả ai cũng bệnh lao cũng chết vào thời đó. Tại vì bệnh lao đó vào cái thời điểm năm 1933 chưa có thuốc chữa, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Hồ Chí Minh bị bệnh ho lao là phải chết. Trong khi đó TV256 tìm hiểu là ông ta đã bị bệnh ho lao qua 4 cái tài liệu khác nhau. Và khi con người bị bệnh ho lao rồi thì phải bị chết. Thời đó chưa có thuốc mà streptomycin để trị bệnh ho lao. Bệnh ho lao bị vi nhiễm cái loại vi trùng cock, K-O-C-K đó, vi trùng cock. Làm sao mà có thể thoát chết được, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Chúng ta đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc, mang trong mình khát vọng lớn lao cháy bỏng. Nếu mà Hồ Chí Minh mà giành độc lập dân tộc đó, không bao giờ sử dụng cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước. Nên nhớ như vậy. Lịch sử nó đã ghi rõ rồi, đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Và nhiều cái hình ảnh khi xưa đó, nó là một cái lá cờ mập.
cá lá cờ mặt. Nó không có phải là thẳng một đường giống như rằng là cái lá cờ hiện tại. Và nó đó là một cái bằng chứng rất là rõ. Quý vị em vào trong Google, quý vị search cờ Phúc Kiến, quý vị thấy nó là lá cờ mặt. Ai cũng biết điều đó, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Người đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước đúng đắn. Con đường tiêu diệt đất nước thì đúng hơn, chả phải cứu nước gì hết á. Hiện giờ đất nước Việt Nam nó thê thảm như thế nào, nó thua tất cả những cái quốc gia lân bang. Người ta nói nó thua cả Thái, Miên, Lào nữa. Ông hãnh diện gì cái chủ nghĩa cộng sản mà người ta đã vứt bỏ vào sọt rác rồi, thưa ông. Nơi mà Karl Marx đã sinh ra nó là ở Bình Đức, rồi người ta cũng dục bỏ hết. Liên Xô cũng dục bỏ, mọi nước quốc gia Đông Âu cũng dục bỏ. Ba Lan tiệp khắc họ đã dục bỏ cái chủ nghĩa cộng sản rồi. Nó là những cái chủ nghĩa của người mà ngoại nhân mà. Họ có thương yêu gì cái đất nước của mình. Mà bây giờ ông vẫn tiếp tục gọi là tôn sùng Karl Marx, rồi Lenin, rồi để đầu độc người dân như vậy. Đó. Nhục nhã lắm ông Nguyễn Phú Trọng. Hãy can đảm từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi, thưa ông. Mà chính cá nhân ông cũng từng đã nói mà. Chẳng biết có bao giờ mà đến cái xã hội chủ nghĩa không. Một cái kỷ này không biết nó có đến được cái đích mà xã hội chủ nghĩa mong muốn không. Đó. Chính ông, cá nhân ông đã tuyên bố như vậy. Mà bây giờ các ông vẫn sử dụng cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nó cũng là một thôi. Con đường cách mạng vô sản. Đó, cách mạng vô sản mà bây giờ các ông toàn là có tài sản khủng khiếp luôn. Nguyễn Tấn Dũng có hàng tỷ đô la, Nguyễn Thanh Dũng có hàng trăm, Nguyễn Thanh Phượng con của Nguyễn Tấn Dũng có hàng trăm triệu đô la. Rồi biết bao nhiêu mà tài sản của người khác. Đó. Biết bao nhiêu cán bộ mà lên đến chức mà bộ chính trị đó. Nó giàu có kinh hoàng luôn. Nó có những cái biệt thự là khủng luôn. Giống như Lê Khả Phiêu mà người ta nhìn thấy. Không, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Rồi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nó là một cái gai vàng. Nhà nó toàn là lát vàng. Hình ảnh nó đầy trên mạng hết. Rồi bây giờ đến phiên ông. Ông khôn khéo quá, ông chưa làm lộ ra thôi. Chứ tôi vì biết ông giàu có qua cái căn nhà, hai cái căn nhà Siputra, qua cái tượng vàng 50 kg, giống như ông Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo ông. Thấy không? Rồi chúng ta tiếp nhé. Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, người đã kiên trì nghiên cứu. Thấy không, gương mặt của Nguyễn Xuân Phúc rất là mê ngủ và rất là lờ mờ. Không có thích thú lắng nghe cái bài diễn văn mà nhàm chán của ông. Tất cả mỗi bài diễn văn nó cũng gần giống nhau hết trơn à. Nó cũng kiên trì bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Lúc nào cũng bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Con không biết ông vì dân chỗ nào nữa. Ông đâu có vì dân đâu. Thấy không? Vì dân thì đâu có giết cụ Lê Đình Kình. Vì dân, vì nước đâu có mà như vậy. Trong khi cái tình trạng mà cái đất nước đang khủng hoảng về cái cơn dịch Corona, mà ông làm thinh. TV256 chưa từng thấy ông có cái ý kiến về cái con mà virus nguy hiểm này. Con corona này nó đang gọi là hoành hành ở bên Trung Cộng. Rồi bây giờ nó đang hoành hành ở đất nước mình. Người ta sắp hàng dài để mà mua những cái chiếc khẩu trang. Người ta mua tất cả những vật dụng cần thiết trong đời sống. Mua gạo, dự trữ gạo,
rút tiền ra khỏi ngân hàng, dự trữ muối, người ta nghĩ muối nó có thể giết chết con vi khuẩn. Người ta ngâm khẩu trang vào nước muối để mà có thay tránh cái sự lây lan của con vi khuẩn. Người ta làm đủ mọi biện pháp để mà tránh cái sự lây lan đó. Cả thế giới người ta lo lắng về điều đó. Và cả thế giới, tất cả lãnh đạo đều có những lời để mà nói chuyện với người dân. Trong khi đó, đó là cái chuyện đại trọng mà. Mà trong khi đó, ông chưa từng nhắc đến người dân, cảnh cáo người dân về cái vấn đề vấn nạn virus, phải làm, phải đối phó như thế nào, phải cấm khẩu như thế nào, phải chặn đường biên giới như thế nào, phải hành xử như thế nào để tránh cái việc lây lan. Người ta cần tiếng nói của người lãnh đạo, người dân luôn luôn cần tiếng nói của người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải thực hiện những cái điều mà bác sĩ khuyên, rồi người ta đưa những điều đó đến toàn dân, nói đến toàn dân. Tại sao ông có cuộc tập hợp bác sĩ nào để mà nhắn nhủ gọi là những cái lời khuyên với toàn dân, để mà ông có thể lên tiếng với toàn dân không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Ông có làm việc đó không? Nhưng mà không, ông không làm là không, ông không có nhận lãnh cái trách nhiệm trọng đại của một người tổng bí thư, của một người chủ tịch nước. Trách nhiệm đó ông quên rồi sao, ông Nguyễn Phú Trọng? Hả? Rồi, đi xin tiếp nhé. Học tập, vận dụng sáng tạo và từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thành lập một đảng cách mạng chân chính. Nói thật với ông đó, đến giờ này đó, chủ thuyết Mác Lênin là cái quái gì? TV hỏi tất cả những đảng viên cộng sản cũng không biết chủ thuyết Mác Lênin là cái quái gì, họ bỏ vào sọt rác lâu rồi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Cái đảng của ông, đảng viên đảng cộng sản đã bỏ cái chủ nghĩa lâu rồi, chỉ còn một mình ông. Một mình ông là một cái tên Việt Cộng mà thuần thuộc cái chủ nghĩa Mác Lênin thôi. Nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin nó bỏ vào sọt rác rồi, nó không còn là vô sản chuyên chính nữa, nó không còn là nền kinh tế thị trường, nó không còn là nền kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã nữa. Tất cả đã vứt vào sọt rác rồi, thưa ông. TV không hiểu là chủ nghĩa Mác Lênin nó còn lại những gì nữa. Thế giới đại đồng sao? Thế giới đại đồng nó cắn nhau như là chó với mèo. Giống như thằng Trung Cộng, suốt cuộc đời nó muốn là thôn tính Việt Nam trở thành một tỉnh bang của nó. Nó chiếm ải Nam Quan, nó chiếm thác Bản Dốc, nó chiếm bãi Tục Lãm, nó chiếm Hoàng Sa, nó chiếm đảo Gạc Ma. Nó không phải thô bỉ như người cộng sản. Người cộng sản các ông cho là ải Nam Quan là tại vì nó phía nam của Trung Quốc. Các ông, mình không biết các ông học lịch sử chưa mà các ông nói những điều đó. Ải Nam Quan, các ông phải nhớ anh hùng Lý Thường Kiệt đã nói rằng là một cái câu thơ đó là ai cũng thuộc lòng, gần như vậy. Hiểu không? Nước Nam là của vua Nam ở. Nước Nam, ải Nam Quan tức là ải của nước Nam chứ không phải là phía Nam, thưa ông. Nước Nam đó, ai cũng hiểu điều đó. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư là nước Nam của vua Nam ở. Nó không có nghĩa rằng là phía Nam. Mà các người cộng sản của ông đó, khi mà mất đảo Nam, ải Nam Quan đó,
cứ cho là Rãi Nam Quan là của giặc phương Bắc. Đừng có đánh lận con đen, đừng có đánh lận lịch sử như vậy. Trong khi TV256 sống thời Việt Nam Cộng Hòa, TV đã được học thuần nhuyễn về cái vấn đề đó. Nhiều cái bài ca đã nói về từ Nam Quan Cà Mau, từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau là cái phần đất lãnh thổ của mình, là Nam Quan của mình. Thưa ông, các ông đừng có thay đổi lịch sử. Thay đổi lịch sử là tội ác của đối với dân tộc Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của người, tức là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta. Xin lỗi ông Nguyễn Phú Trọng, tôi muốn ngăn cái tiếng nói của ông chút xíu. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó, thưa ông, năm 19, từ lúc mà thành lập 1930, TV đặt câu hỏi với ông là tại sao lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đó chưa từng làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. TV đặt câu hỏi với ông đó. Ông trả lời được không, ông Nguyễn Phú Trọng? Chúng ta thấy tổng bí thư Trần Phú, chúng ta thấy tổng bí thư Lê Hồng Phong, còn tổng bí thư Nguyễn Ái Quốc nằm ở đâu? Thưa ông, Nguyễn Ái Quốc nằm ở dưới mộ. Năm 33 là đã chết rồi. Thành ra đó là một cái điều mà TV chứng minh với toàn dân biết là Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1933. Vì lý do đó Nguyễn Ái Quốc chưa bao giờ trở thành một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi cho đến Hồ Chí Minh xuất hiện vào năm 1945 mới trở thành chủ tịch nước, rồi mới trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó nó rõ ràng nó có cái chết của Nguyễn Ái Quốc. Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, đó là điều TV chứng minh đó. Không ai có thể thoát khỏi cái bệnh hoa lao. Và Nguyễn Ái Quốc đã ra đi vào năm 1933 như cái lời của trong báo là Daily Worker của Cộng sản Anh cũng đã nói như thế. Anh một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó thì Hồ Chí Minh đổi từ Đảng Cộng sản Đông Dương lúc thành lập rồi đổi lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong đài, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin. Gắn bó máu thịt với nhân dân mà bao nhiêu đảng phái các ông tiêu diệt hết. Như TV hình ảnh đã nói, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng, còn thêm vài đảng phái khác mà TV 256 đã quên. Tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành 3 cao trào cách mạng. Cao trào cách mạng 1930-1931. Sau cái năm 1945 đó, thì Hồ Chí Minh lại cử trọng trách cho ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mà tiêu diệt
tất cả những đảng phái quốc gia vào thời đó. Và năm 1946 đó, Hồ Chí Minh lại ký cái hiệp ước sơ bộ với Pháp để mà rảnh tay rồi là tiêu diệt tất cả các đảng phái quốc gia. Là ngay lúc đó, bao nhiêu đảng phái bị tiêu diệt hết. Khi mà Hồ Chí Minh cầm quyền rồi đó, giao cho Võ Nguyên Giáp làm những chuyện mà tồi bại đó, tất cả đều là người yêu nước chống Pháp, đều bị bỏ tù rồi bị giết hết. Hỏi là Việt Nam Quốc Dân Đảng là họ chỉ giết, giết, giết thôi. Đại Việt là giết, giết, giết thôi. Với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng đòi dân sinh dân chủ năm 1936-1939 và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945 để đến năm 1945 khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 long trời lở đất, thành lập nền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mà năm nay chúng ta sẽ kỷ niệm tròn 75 năm. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, hồi nãy ông nói về cách mạng long trời lở đất đó, làm TV tương tưởng đến, liên tưởng đến một cái cuộc mà cải cách ruộng đất mà cũng long trời lở đất. Nó làm cướp đi sinh mạng của 500.000 người dân Việt Nam. Kinh hoàng. Mà theo cái sách mà lịch sử mà kinh tế của đảng đó thì chỉ có chết 172.000 người, 008 trong cái sách thì ghi như vậy. Nhưng mà con số mà ước tính của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện lên tới 100-500.000 người chết. Nó chết vì những cái khẩu hiệu nền tảng của cái cuộc cải cách ruộng đất là trí phú địa hào, đào tận gốc, cấp tận rễ. Và nếu giết lầm còn hơn bỏ sót. Đó là hai cái khẩu hiệu mà mang rợ nhất. Nó sẵn sàng nó giết lầm tất cả 10 người, còn nó đỡ hơn là nó bỏ sót một người. Thành ra người ta chết như ngoé. Thử hỏi người trí thức mà tận diệt hết thì còn gì cái đất nước của mình nữa. Có phải đây là âm mưu của giặc Tàu không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Tại sao phải giết tất cả những thành phần trí thức như vậy? Tại sao phải giết những thành phần mà giàu có như vậy? Phú là giàu có đó. Tại sao phải giết cái thành phần mà địa chủ có đất có đai? Là phải giết hết, tiêu diệt hết. Trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Kinh hoàng thiệt. Chẳng có người Việt Nam nào mà muốn đi giết trí thức của người Việt Nam, ngoại trừ cái thằng giặc Tàu. Thằng giặc Tàu nó mới kêu gọi là giết tất cả những người giàu có của Việt Nam, giết tất cả những người trí thức của Việt Nam, để Việt Nam sẽ không trở thành một quốc gia hùng mạnh để mà có thể chống chọi lại với giặc Tàu xâm lược. Đơn giản thế thôi. Hồ Chí Minh thực hiện cái điều đó. Nghe theo, phải dâng lệnh, tuân lệnh theo của Mao Trạch Đông để mà giết hết tất cả những thành phần giàu có trí thức của Việt Nam. Nếu mà việc Hồ Chí Minh là người Việt thì đã không làm điều đó, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Cách mạng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, cùng một lúc phải đương đầu với giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nói thật với ông Nguyễn Phú Trọng, TV còn nghi ngờ cái trận đối năm Ất Dậu đó. Trận đối năm Ất Dậu 1945 nha.
là cái công việc mà ngăn sông cấm chợ, thành ra người ta mới đối như vậy. Tại vì qua cái lịch sử mà TV từng sống ở Việt Nam trước năm sau năm 1975, TV sống được gần 3 năm như vậy, TV thấy cái con người Việt Nam phải đói ăn khoai, phải đói phải ăn bo bo, ăn khoai lang, khoai mì để thay cơm, gạo. Thì các ông cướp chính quyền vào năm 1945 và các ông thành lập từ năm 1930. Các ông đã làm gì với dân tộc Việt Nam để mà dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh đói khổ như vậy? Người ta đói đến 2 triệu người dân chết ở miền Bắc. 2 triệu người dân chết ở miền Bắc. Các ông đã làm gì? Các ông đã ngăn sông cấm chợ như thế nào để mà người dân không có cơm gạo mà ăn? Các ông cướp lương thực của người dân như thế nào? Đừng có nói với tôi là người Nhật Bắc người dân phải trồng rau đấy, rồi người dân không có cơm gạo để mà ăn. Tất cả là do cái chủ nghĩa cộng sản của các ông. TV 256 nghi ngờ vào cái điều đó, chứ không phải là dựa theo cái cuốn sử học mà mình đã học, đó là người Nhật Bắc người dân phải trồng rau đay rau gì đó để mà làm bao bố tờ đó. Thành ra người dân trồng cái rau đó rồi không có cơm gạo để mà ăn. Tất cả là cho nguyên nhân gọi là ngăn sông cấm chợ. Người dân vẫn có thể đi vào miền Nam để sinh sống, và miền Nam vẫn có thể mang thực phẩm ra ngoài Bắc để cứu đói. Nhưng mà tất cả đều bị ngăn sông cấm chợ do cái đảng cộng sản của ông. Khi mà thành lập năm 1930 cho đến năm 1945, và khi mà thành lập năm chính phủ mà năm 1941 là đã lập cái chính phủ lâm thời rồi. Chính phủ lâm thời rồi là các ông có nhiều cái quyền lực để mà ngăn sông cấm chợ từ năm 1941. Ngoài miền Bắc là các ông hoạt động gọi theo cái kiểu đó. Cái kiểu mà ngăn sông cấm chợ đó giống như thời năm 1975 thì bảo đảm 2 triệu người đồng bào đã chết là cái điều mà không có điều ngạc nhiên nữa. Nó giống như thời năm 75 mà người dân phải chịu đói khổ suốt bao nhiêu năm trời, suốt 9 năm trời. Đến năm 1986, 11 năm trời, 86 mới bắt đầu các ông mới chịu gọi là chạy theo cái nền kinh tế tư bản của miền Nam, mà các ông gọi là nền kinh tế thị trường. Thành ra cái nền kinh tế thị trường, người dân có quyền buôn bán, nó không phải là hợp tác xã, nó không phải là nền kinh tế tập trung, đúng không? Thành ra người dân mới có sự sinh hoạt buôn bán với nhau, thành ra người dân mới thoát khỏi cái cảnh đói. Ngay cái thời mà năm 86 là cái thời đó là nạn đói nó khủng hoảng kinh hoàng lắm, là người dân nghĩ là sẽ là khó vượt qua được. May mắn là có người ta bỏ đi cái hợp tác xã, người ta bỏ đi cái vấn đề tem phiếu. Mà cái vấn đề tem phiếu bỏ đi vào năm 1988 đó, 88-89 là vẫn còn tem phiếu đó. Đó là 2 năm cuối cùng của vấn đề tem phiếu, là bỏ đi cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, người ta vứt vào sọt rác. Và đến ngày hôm nay chẳng có ai mấy nhớ đến cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin là cái quái gì. Mà hiện tại chỉ có một tên Nguyễn Phú Trọng là một tên cộng sản còn sót lại ở đất nước Việt Nam chúng ta. Nó gây ra cảnh đau thương cho toàn dân tộc Việt Nam. Kiên cường bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt
để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trên cơ sở đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện. Chống thực dân Pháp xâm lược chỗ nào? Năm 1954, ông các ông chống thắng thực dân Pháp trận Điện Biên Phủ à? Có phải gì không thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Ngày nay bọn giặc Tàu đó, cũng các ông nói đó, nó đưa ra tất cả những bằng chứng là trận đạn Điện Biên Phủ là cho nó thắng đó thưa ông. Nó đưa ra cho người ta thấy là vai trò của Trần Canh, vai trò của Di Quốc Thanh, cái vai trò của Lã Quý Ba, đó là những tên tướng của Trung Cộng. Nó đã chỉ huy cái trận đánh Điện Biên Phủ. Võ Nguyên Giáp chẳng là cái quái gì. Đó là lý do Võ Nguyên Giáp bị tước quyền lực để mà trở thành sinh đẻ của các chị em ta. Ông lo về cái điều đó thôi. Ông là một viên tướng rất là nhục nhã, bị Lê Dũng rồi là đưa ngồi chơi xơi nước, lo về cái vấn đề mà thai nhi mấy chị em ta sanh đẻ. Tại vì ông không có tài. Súng ống của ông đâu? Các ông nghĩ là các ông có súng ống là đầy đủ để thắng trận Điện Biên Phủ à? Súng ống của giặc Tàu đó. Giặc Tàu nó bắt người Việt Nam mình phải khiêng pháo, khiêng đạn lên trên núi đó, lên trên cao để mà bắn xuống. Người Việt Nam mình phải làm công nhân để mà cho giặc Tàu nó chiến thắng. Mới có anh hùng gọi là Tô Vĩnh Diện gì đó mà lấy thân chèn pháo đó. Rồi anh hùng gì mà lắp lỗ Châu Mai đó, toàn là những tuyên truyền nhảm nhí, xấu hổ một cái đất nước mà chủ nghĩa cộng sản của ông toàn là tuyên truyền những điều láo khoét mà lâu nay thì tự nhiên là người ta tin tưởng và trở thành sự thật. Giống như anh hùng Lê Văn Tám đó, tẩm xăng để mà chạy vào kho xăng của giặc đó, giặc Pháp đó. Làm gì có chuyện đó. Rốt cuộc giáo sư Trần Quý Liệu nói là cái chuyện đó là chuyện xạo, chuyện giả tưởng thôi. Người ta đã biết rõ như vậy. Bây giờ trong Google nó cũng nói rõ, nói về anh hùng Lê Văn Tám đó, người ta biết rồi. Toàn là lường gạt dân bằng những câu chuyện không có thật. Trường kỳ dựa vào sức mình là chính, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của toàn dân tộc, đảng ta đã lãnh đạo. Trời ơi, dựa vào sức mạnh của toàn dân là chính. Ông dựa vào sức mạnh của thằng giặc Tàu đó để giữ vững quyền lực thôi. Chúng ông chưa bao giờ mà mấy ông dám lên án thằng giặc Tàu xâm lược. Đến ngày nay cũng vậy thôi. Toàn dân dân ta lần lượt đánh bại mọi âm mưu kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, TV lại hỏi ông điều này. Xin lỗi ông. Ông nói là Việt Cộng của các ông chiến thắng đàn trận Biên Phủ. Tại sao các ông không đưa cái lệnh bắt thằng giặc Pháp phải rời khỏi đất nước Việt Nam hả? Nếu mà ông chiến thắng, cái vai trò của Việt Cộng là phải đuổi thằng giặc Pháp về, chứ không phải là ký hiệp định
để mà chia đôi cái lãnh thổ. Ông thấy đó là một cái điều mà láo toét không? Cái chiến thắng đó là láo toét. Cái chiến thắng đó là của giặc Tàu. Chính vì giặc Tàu chiến thắng, giặc Tàu mới có đủ cái điều kiện, đủ cái thẩm quyền để mà bắt tay với Pháp chia đôi lãnh thổ cái đất nước Việt Nam, để làm cho cái cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai anh em sát hại lẫn nhau, để làm Việt Nam trở thành yếu đi, để sau này để Việt Nam trở thành một cái tỉnh bang của giặc Tàu. Đó là điều rất là đơn giản. Không có ai mà đi chiến thắng mà đi tự động chia đôi cái đất nước của mình. Rồi để tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử cái gì? Tổng tuyển cử không có chỗ nào tổng tuyển cử hết á. Sau này mới đưa thêm cái vấn đề tổng tuyển cử thôi. Nhưng mà tổng tuyển cử là láo, toàn là láo không. Các ông biết ở bên miền Nam, chính phủ miền Nam thời đó gọi là chính phủ quốc gia đó, tổng thống nhiệm đó lúc đó mới vừa chấp chánh, cử cái một người mà tham dự là đại diện cho Việt Nam là bác sĩ Đỗ, Trần Văn Đỗ, tham dự cái hiệp định Geneva. Bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt và khóc, và ông nhất quyết không ký vào bản hiệp định Geneva, cái hiệp định bán nước. Cái đất nước này là của toàn dân Việt Nam, chứ không phải cái đất nước này để mà chia đôi. Không có ai đủ nhẫn tâm để mà ký vào cái hiệp định để mà tự chia đôi cái đất nước của mình. Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ có những cái thằng giặc, những cái thằng bán nước mới chấp nhận chia đôi với thực dân Pháp. Trong đó có Phạm Văn Đồng, thay thế chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó có Chu Ân Lai ký vào đó, là thay mặt của Mao Trạch Đông. Ai? Ông đặt câu hỏi dùm cho TV256. Ai đã bắt người dân Việt Nam phải ký vào cái hiệp định Geneva đó? Có phải là từ thằng Mao Trạch Đông không? Cái ý tưởng của thằng Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông mới bắt tay với Pháp, kêu gọi Anh, Mỹ rồi chứng kiến cái hiệp định Geneva này để mà chia cái đất nước Việt Nam ra làm hai. Không có người Việt Nam nào muốn chia cắt cái lãnh thổ mình ra làm hai ở vị tuyến 17, ở ngay con sông Bến Hải, mà bây sau này trở thành hai quốc gia riêng biệt để mà có thể sống chết, giết nhau, giết hại lẫn nhau. Trong khi miền Nam người ta vì cái vấn đề mà người ta ái quốc, người ta yêu nước, người ta không đem quân qua miền Bắc thôi, người ta dựa theo hiệp định Geneva. Tại vì nếu mà tấn công qua miền Bắc cũng là giết người dân của mình, người ta không làm những hành động như vậy. Nó không phải giống như Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu, nó đâu có thương yêu gì đất nước mình đâu. Nó nói là đốt cả dãy Trường Sơn để mà chiếm cho bằng được miền Nam. Nó thành lập con đường mòn Hồ Chí Minh để mà chiếm cho bằng được miền Nam. Nó thành lập mặt trận giải phóng trở thành con đẻ của thằng Việt Cộng. Đó là ý đồ của giặc Tàu. Tất cả là ý đồ của giặc Tàu. Mà ngày hôm nay Nguyễn Phú Trọng cũng không hiểu điều đó. Các ông có sung sướng gì khi mà thấy 3 triệu người chết trong cái cuộc chiến Nam Bắc, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Các ông hãnh diện gì? Các ông nghĩ là các ông hãnh diện lắm sao? Hãnh diện để mà giết 3 triệu người trong cái cuộc chiến Nam Bắc tương tàn như vậy? Các ông thua. 3 triệu người dân đó là ông không thấy thua điều đó sao? Ngay cả người bên Thái Lan đó,
bên vua Thái Lan đó, nghe cái câu chuyện cũng vậy đó. Ừ, các ông chiến thắng, các ông vinh quang đó, nhưng mà đất nước của tôi đó, hiểu không? Đất nước của tôi không có, có phải chết người như vậy. Chứ các ông mà chiến thắng mà ông chết đi 3 triệu người dân thì là nghĩa lý gì mà gọi là chiến thắng? Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước ta bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến đấy. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường. Thô bỉ quá. Cái miền Bắc ông đó, nói thật tội nghiệp cái đồng bào miền Bắc bị cái chế độ cộng sản của ông đó, họ bị kiềm chế cái sự phát triển, thành ra từ đói đến đói. Mà TV256 đã chứng kiến rất là nhiều lần những người miền Bắc khi mà họ lên phát biểu đó, họ nói cái thời đó nó kinh hoàng lắm. Họ không biết cái giấy đi cầu như thế nào nữa. Họ chia sẻ những viên kẹo mà được phát vào ngày Tết thôi nhé. Anh em phải chia sẻ từng đôi dép, từng cái bộ quần áo để mà đi học. Họ nghèo khủng khiếp lắm. Đó. Con cá họ không có bỏ cả vi cả vảy nữa. Họ bầm vậy rồi họ trộn viên rồi họ ăn thôi. Cái đó là TV nghe kể từ bác Hai Triết, mà khi mà đến nhà chú TV rồi 256 mới kể là nhiều cái chuyện kinh hoàng nó đói kém ở miền Bắc. Trong khi xã hội miền Nam chúng tôi sống trong no ấm sung sướng, quả thật chúng tôi có xài điện thoại, có tivi, có tủ lạnh, có quạt máy, có tất cả mọi điều mà mơ ước của người miền Bắc. Khi mà người miền Bắc vào năm 1945, trong 1954 đó, ba điều mơ ước của họ là đồng, đài, đạp. Đồng là đồng hồ đó, đài là đài phát thanh, đài radio đó, đạp là xe đạp đó. Ba cái thứ đó thì nó quá thừa mứa của miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam có gần 9.000 hãng xưởng để sản xuất tất cả các loại gia dụng để mà cung cấp đủ cho cả nước dùng, rồi còn xuất cả đi khắp nơi trên thế giới nữa. Miền Nam rất là hưng thịnh, chứ không phải là người miền Bắc vào miền Nam nói đây là một nền kinh tế gì ta, kinh tế ngụy tạo đó, giống như chữ gì ngụy tạo đó mà TV 256 tự nhiên nó quên mất rồi. Nền kinh tế gì hả? Kinh tế ngụy tạo, nó dùng cái chữ cũng lạ lắm mà cũng hay lắm. Ráng suy nghĩ thêm tí xíu nữa, mình tức quá. Kinh tế giả tạo đó. Ô phồn vinh giả tạo, đúng rồi. Một nền kinh tế gọi là phồn vinh mà giả tạo. Mình dồn thấy phồn vinh là thấy quá giàu có đi, nhưng mà là giả tạo. Phồn vinh giả tạo, họ gọi nền kinh tế phồn vinh giả tạo. Người cộng sản nói như vậy, họ đầu độc người dân. Trong khi mà người bác của TV256, họ mang những cái chén mà chén sành đó, rồi họ mang
một hai ký đường về tặng cho TV 256, nhà cho lợi nhà cho TV 256 rồi tặng cho món quà đó. Thì trước khi họ đến đó là họ đã bán đi ở đâu rồi, họ nói họ dòm thấy họ họ đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, rồi trước khi đến Sài Gòn đó là họ thấy quá giàu có rồi, thì họ rất là mắc cỡ và họ đã bán đi hoặc là họ bỏ như thế nào rồi, chứ nhà TV cũng không có nhận được, tại vì họ đã biết sự thật nền kinh tế quá phồn vinh của người dân Việt Nam. TV 256 là cũng là một người dân bình thường thôi, nhà cửa cũng là trung bình thôi, thuộc về trung bình thôi chứ không không phải là thuộc về mà giàu có. Để nghe quý vị nghe tiếp nha. Để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước với tinh thần thà hy sinh tất, thống nhất đất nước mà thống nhất được cái lòng dân thì mới nói, thưa ông. Chứ ông thống nhất được lãnh thổ mà ông thống nhất mà hàng bây giờ 5 triệu người vượt ra khỏi hải ngoại rồi, ông thống nhất cái đó là thống nhất trong nhục nhã, thưa ông. Thống nhất làm sao thống nhất được lòng dân, điều đoàn kết thương yêu với nhau thì hãy thống nhất. Thống nhất như lịch sử Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng có thống nhất, Hoa Kỳ cũng có cái cuộc chiến tranh Nam Bắc, nhưng mà sau khi cuộc chiến, hai người tướng Grant là tướng chiến thắng đó, bắt tay với tướng Lee, họ bắt tay nhau, họ ôm nhau, họ mừng rỡ cho cái cuộc chiến chấm dứt, rồi họ cho tiền nhau, họ cho những cái quân bại trận đó là ngựa, rồi tiền bạc, rồi thức ăn để mà đi về cái gia đình của họ, về sống cho gia đình của họ. Họ không có mở ra những trại tàu tù cải tạo, bắt hàng triệu người quân dân tráng chính của Việt Nam Cộng Hòa để mà giết đi 200.000 người trong cái trại học tập cải tạo như thế, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Chiến thắng đâu có vinh quang không, thưa ông? Hả? Chiến thắng đó là chiến thắng nhục nhã, chiến thắng mà để làm chia rẽ cái toàn dân tộc, nó không đáng để mà gọi là chiến thắng, thưa ông. Cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do trên cơ sở đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng. Các ông làm nô lệ cho Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản, các ông làm nô lệ cho thằng Trung Cộng. Tổng Bí thư Nguyễn Lê Duẩn cũng đã nói, ta đây là chiến đấu là cho Trung Cộng với Nga Xô. Lê Duẩn đã nói câu nói đó và lịch sử còn ghi chép những điều đó. Ông nghĩ thế nào? Các ông mới là những tên đánh thuê, chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa là những tên đánh thuê. Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia độc lập, bởi vì sẵn sàng độc lập để mà chịu chết đó, để mà bị thất thủ đó. Mỹ chỉ là những người đồng minh thôi. Đến giờ này lịch sử nó đã phanh phui hết rồi, thưa ông. Chính vì Tổng thống Diệm không muốn Mỹ mang quân đến Việt Nam, chứng tỏ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Diệm là độc lập. Không như bên miền Bắc mà Lê Duẩn tuyên bố là chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Các ông mới là những tên đính lên thuê.
Và đến ngày nay các ông cũng ghi nhận trong bản hiến pháp là các ông gọi là thi hành cái nghĩa vụ quốc tế. Thi hành cái nghĩa vụ quốc tế là cái gì, thưa ông Nguyễn Phú Trọng, ông trả lời đi. Có phải là lính đánh thuê không? Với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu Giang Sơn về một mối vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ. Toàn thắng mà để 3 triệu người dân chết, đau thương. Còn gì mà cái vấn nạn nó còn gọi là xảy đến cho tới ngày hôm nay, cái hội chứng Việt Nam. Hãy nói đến Việt Nam là có mâu thuẫn, có hai phe, hai phía mà hoàn toàn không thể nào kết hợp với nhau được. Tại vì một bên là sự thật, một bên là dối trá, làm sao kết hợp được. Đảng Cộng sản của ông là chuyên môn là dối trá. Các ông chẳng gắn bó máu thịt với nhân dân. Các ông không phải là đồng bào. Con người đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Và năm nay thiệt tình đó, nói những cái lời đó nó xấu hổ cho một người gọi là cầm quyền như ông. Trên 3 triệu người dân phải chết vì cái cuộc chiến đó. Và Mỹ đó, nó đã rút ra rồi năm 1973 rồi, nó không còn thằng Mỹ nào nữa hết á. Rồi các ông đối xử với người dân Việt Nam như thế nào? Đấy không? Các ông bắt bỏ hàng triệu người trong tù cải tạo. Đó là nhục nhã lắm. Các ông đâu có thương người dân Việt Nam. Các ông coi người dân Việt Nam giống như là kẻ thù của các ông. Và cho đến ngày hôm nay luôn, đến ngày hôm nay các ông vẫn còn coi người dân Việt Nam là kẻ thù của các ông. Bởi vì có cuộc xuống đường mà ngày 8 tháng 10 đó, ngày 6 tháng 10 đó, năm 2018 đó, hàng trăm ngàn xuống đường, các ông đã bắt biết bao nhiêu người. Các ông coi toàn dân là kẻ thù, trong khi người ta biểu tình chỉ bày tỏ cái thái độ, nguyện vọng của người ta thôi. Các ông phải thay đổi, phải dân chủ hóa đất nước, phải nhân quyền cho Việt Nam, người ta đòi hỏi đơn giản như thế thôi. Tự do cho Việt Nam, dân chủ cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam. Các ông tiêu diệt tất cả những người yêu nước. Các ông thử nghĩ lại, các ông có xấu hổ không khi mà các ông bắt đi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi bắt ông thả qua bên Mỹ, rồi bây giờ cô ta lại lên rồi lên tiếng rồi là phản đối các ông, phản đối những cái trò tồi bại của các ông. Các ông bắt chị Trần Thị Nga, rồi chị Thiền Trần Thị Nga qua bên Mỹ cũng tố cáo những tội ác của các ông, rồi anh Điếu Cày cũng vậy, rồi chị Tạ Phong Tần cũng vậy, rồi anh Nguyễn Văn Đài cũng vậy. Tất cả những người đó ra hải ngoại đều chống đối các anh. Biết bao nhiêu người, từ hồi tới giờ chưa có một người nào mà không phản đối các anh mà khi đi ra ngoài. Bởi vì TV256 thường nói với quý anh chị em, đồng bào hải ngoại là đồng bào trong nước, nó không có khác gì hết á. Ý kiến của đồng bào hải ngoại tính là ý kiến của đồng bào trong nước. Tại vì ý kiến của đồng bào hải ngoại không có bị họng súng nó chĩa vào lưng. Thành ra đồng bào hải ngoại tha hồ muốn nói gì nói.
Và đó là cái ý kiến của đồng bào ở trong nước đó. Đồng bào trong nước họ bị súng chĩa vào lưng, họ không dám nói. Nó đơn giản thôi. Ý kiến của đồng bào hải ngoại là ý kiến đồng bào trong nước. Đồng bào hải ngoại chọn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là ý kiến của đồng bào trong nước luôn. Người trong nước người ta cũng biết, người ta không bao giờ chấp nhận cái lá cờ. Đồng ý là chung TV thấy có đi bão. Đi bão thanh niên, thiếu nữ, họ mang theo lá cờ Phúc Kiến đó. TV thấy điều đó chứ không phải không. Nhưng mà đó là cái sự chỉ đạo, đó là một cái sự chỉ thị cho đoàn thanh niên, gọi là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, để mà đi bão, để mà xuống đường. Đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nó cũng có hàng triệu người, hàng trăm ngàn người đi bão, chứ nó không phải là của toàn dân. Nó không phải như vậy. Trước khi mà Liên Xô sụp đổ, trước khi đó một vài tuần thôi, TV đọc nhiều cái điều mà người dân gọi là phất cờ Liên Xô, hàng triệu người cầm lá cờ đó. TV thấy hình ảnh hàng triệu người cái cầm cái bờ cờ búa liềm của Liên Xô. Rồi sau khi đó Gorbachev giải tán Đảng Cộng sản thì chẳng còn ai người ta dùng cái lá cờ đó nữa. Người ta vứt vào sọt rác. Nó tương tự như vậy thôi. Các ông điều khiển đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, các ông cho đi bão là đi bão. Các ông đầu độc những tuổi trẻ như vậy, họ đâu có hiểu nhiều. Tuổi trẻ họ đâu có hiểu nhiều. Họ đi khắp đường phố vẫy cái lá cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến. Họ không biết. Họ không biết đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến nữa. Các ông đã đầu độc vào tâm trí họ. Họ giống như những người máy robot để mà tuân lệnh mù quáng theo các lời chỉ thị của các ông. Nó không phải là chứng tích, nó không phải là chứng minh cái sự mà kết hợp của toàn dân tộc như vậy. Một cái chế độ mà công an trị, nó gây ra sợ hãi của người dân. Mà đến lúc hàng trăm ngàn người biểu tình xuống đường chống các ông, là chứng tỏ có cái sự đoàn kết mà người dân mong muốn điều đó, mà họ chưa có thực hiện được thôi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta kỷ niệm tròn 45 năm. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải đương đầu với những cuộc chiến tranh mới. Người ta đó chỉ cần 20 năm mà nước Nhật nó đã bị sao cái dội bom nguyên tử ở Nagasaki và Hiroshima, thì trong vòng 20 năm nước Nhật nó trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới rồi. Nó chỉ thua có Mỹ thôi, nước Nhật Bản đó, thưa ông, có 20 năm. Mà các ông bao nhiêu năm rồi? Từ năm 75 đến bây giờ là 45 năm rồi. Các ông vẫn gọi là diễn cớ, gọi là chiến tranh, nhục nhã lắm ông Trọng. Các ông không nhìn ra cái chủ nghĩa tàn độc cộng sản đã hại nước như thế nào. Các ông cứ tiếp tục gọi là môi móc những cái điều mà quá khứ rồi chiến thắng. Rồi các ông cũng dựa vào cái vấn đề đó. Nhục nhã lắm ông Nguyễn Phú Trọng, bỏ đi ông. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ bảo vệ biên giới chỗ nào? Ải Nam Quan mất toàn vẹn đó, thác Bản Dốc mất hết phần nữa, các ông có bảo vệ đâu. Ngay cả Hoàng Sa bị mất, các ông chỉ đổ lỗi là Việt Nam Cộng Hòa, rồi các ông không thèm lấy lợi. Các ông không trả lời được. Tất cả là do cái hành động phản quốc của các ông.
Các ông không trả lời được đâu, ông Nguyễn Phú Trọng. Cùng quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước. Trước những yêu cầu... Các ông nói Campuchia chứ các ông cũng hành động man rợ, đâu có thua về Campuchia đâu. Đâu có thua gì đâu. Các ông dựng lên cái chế độ Hun Sen hiện tại. Các ông bị thế giới lên án. Rồi các ông phải bắt phải rút quân thôi. Nghĩa vụ quốc tế đó, cái nghĩa vụ quốc tế mà TV muốn nói. Các ông thi hành theo cái nghĩa vụ quốc tế thôi. Các ông là những lời tên lính đánh thuê cho Liên Xô, nên đúng hơn. Mới của sự phát triển đất nước, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, dẫn đến tới sự khủng hoảng kinh tế xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân, Đảng ta đã tiến hành đổi mới từng phần trong nông nghiệp, công nghiệp và trước hết là đổi mới. Các ông không nên dùng chữ đổi mới, nói thật đó. Các ông không có gì đổi mới hết đó. Các ông chỉ chạy theo cái nền kinh tế thị trường của miền Nam thôi. Các ông không đổi mới gì hết. Các ông đổi cũ đi. Đổi nền trở thành cái quốc gia, trở thành nền kinh tế cũ của Việt Nam Cộng Hòa thì nó chính xác hơn. Tư duy, nhất là tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và từng bước hình thành đường lối đổi mới đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986, trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước và qua quá trình tìm tòi khảo nghiệm thực tiễn, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử. Quá độ, mấy ông nói thì được thôi. Chứ mấy ông không bao giờ, mấy ông xin lỗi những cái điều mà sai lầm của các ông. TV256 chưa từng thấy một người mà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mà dám nhận cái sai lầm của mình. Và họ chỉ đơn giản họ nói là cái đó là tại vì quá độ thôi. Tiến đến xã hội chủ nghĩa, tiến đến chủ nghĩa cộng sản quá độ, thành ra nó bị nguy cơ như vậy. Năm triệu người rời khỏi đất nước, sống ở ngoài hải ngoại đó, họ cũng chưa có một lời xin lỗi. 500.000 thuyền nhân chết ở Biển Đông, họ cũng chưa có một lần xin lỗi. Trên 2 triệu người vượt biên vượt biển, họ cũng chưa có xin lỗi. Tại vì cái chế độ họ tàn ác quá mà người dân phải vượt biên vượt biển, phải chấp nhận chết ở bên Biển Đông như vậy, họ chưa bao giờ họ xin lỗi. Thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Sau... Trời ơi, phát triển mà người báo chí người ta so sánh một người Việt Nam đó thua người Singapore đó 25 đồng tiền lương, 25 lần tiền lương. Thành ra đó, một người Singapore có thể so sánh là với 25 người Việt Nam. Ông có thấy nhục nhã không, thưa Nguyễn Phú Trọng? Ông có thấy nhục nhã với dân tộc Singapore không? Tất cả vì cái chủ nghĩa mà độc ác cộng sản của các ông mới kéo cái đất nước nghèo khổ như thế này. Và Campuchia cũng bị nghèo khổ, cũng vì chủ nghĩa cộng sản. Lào cũng bị chủ nghĩa cộng sản, nó làm cho ba cái quốc gia này nghèo nhất thế giới. Mà ngày hôm nay Campuchia và Lào nó lại hơn xa cái chế độ cộng sản của các ông. Nó cũng cộng sản nhưng mà ngày nay nó biết thay đổi.
nó không có phải đầu óc mà ù lì như ông lúc nào cũng chủ nghĩa Mác Lênin hết, trong khi người ta đã dục bỏ vào sọt rác lịch sử của thế giới rồi. Đại hội 6, Đảng đã từng bước hoàn thiện, cụ thể hóa đường lối đổi mới, mà nội dung cơ bản cốt lõi được thể hiện trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, gọi tắt là cương lĩnh năm 1991, và cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, và các văn kiện quan trọng khác của Đảng qua các kỳ đại hội. Những năm 90 của thế kỷ 20 vượt qua thách thức từ sự sụp đổ số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 đô la Mỹ. TV 6 xin kéo ra nghe. Đã tham gia hầu nói thiệt á, TV không có muốn nghe những cái lời mà trung thành vô hạn với lợi ích của nó thô bỉ như thế này. Kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc. Đó tại vì nãy giờ đó TV nói cũng can tiếng rồi mà nó là 1:26 rồi. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước. Trời đất ơi, mình lại nghe ông nói, ông nói cái câu này nó thiệt rất là bất mãn. Chính vì cái chủ nghĩa cộng sản nó tiêu diệt tất cả những người mà chống đối nó, không phải những người yêu nước thôi, chống đối nó người ta cũng chưa có tỏ thái độ chống đối, nhưng mà người ta đòi hỏi nhân quyền, tự do, dân chủ là cái điều sự thật. Người ta cũng chẳng cần phải là Đảng Cộng sản nó phải sụp đổ nữa, người ta không cần phải lật đổ một chính quyền nữa, nhưng mà nó vẫn bắt người ta. Rồi thử hỏi còn cái tổ chức nào để mà có thể so sánh với cái Đảng Cộng sản của các ông, thưa ông Nguyễn Phú Trọng, phải không? Đâu có cái đảng nào mà so sánh được với Đảng Cộng sản của các ông. Tại vì các ông không cho người ta mà. Các ông duy trì cái điều 4 rồi là lãnh đạo mà, Đảng Cộng sản lãnh đạo mà, phải không? Rồi làm như thế nào? Các ông sẵn sàng gọi là chà đạp cái bản hiến pháp ở dưới chân của các ông. Tại vì hiến pháp là dựa vào cái nền tảng công bằng, mà chỉ có một đảng lãnh đạo thì hiến pháp nó dục bỏ và sọt rác rồi, nó không có công bằng. Tại sao chỉ có một đảng lãnh đạo mà tại sao lại có cái tên Đảng Cộng sản nằm trong bản hiến pháp? Nó cũng không đúng nữa, nó là danh từ riêng mà, danh từ riêng của Đảng Cộng sản mà, làm sao mà bỏ trong bản hiến pháp được. Chẳng khác nào các ông bỏ cái tên Đảng Cộng sản của ông là các ông ngồi xổm trên pháp luật. Nó đơn giản thế thôi. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích, đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng, dựa trên đối của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng tổ quốc ta, cương lĩnh đường lối chính trị của Đảng, kích động đến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng là một Đảng Cộng sản, Đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo. Bây giờ hồi nãy TV nhắc lại với anh chị là sự thật thì TV 1:29 rồi thì nhưng mà TV phải chứng minh rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu. Thành ra hồi nãy TV có hứa trước đó rồi. Thành ra hôm nay TV phải đưa ra những cái bằng chứng lịch sử cho thấy Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu. Rồi quý anh chị em để coi những cái hình ảnh TV đưa lên ha.
Nè, bây giờ TV đưa lên ha. Đây nè, Hồ Chí Minh nè. Đó, quý anh chị em thấy Hồ Chí Minh không? Quý anh em chị em để ý cái tay của Hồ Chí Minh không? Bốn ngón mà cầm cái viết đó, giống như cầm cái cọ sơn vậy thôi. Đó là cái lối viết của người Tàu. Chứ thường thường thời mà TV học tiểu học đó, cô giáo bắt phải cầm nó ở giữa ngón trỏ và ngón ngón giữa. Cái chữ viết nó phải nằm ở giữa cái ngón ngọc trỏ và ngón giữa để mình mới có thể mình viết dễ dàng được. Còn cái cầm viết kiểu này là cái cầm viết của một người Tàu. Chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người Tàu. Phải không? Rồi bây giờ TV cho quý anh thấy nữa nha. Đây, cũng Hồ Chí Minh cầm cây viết theo cái kiểu mà cầm cái cọ sơn thôi. Tại vì cái viết chữ Tàu nó khác, nó ngoặt tới ngoặt lui phải cầm viết như vậy đó. Thành ra là người Tàu là đúng rồi. Bây giờ cho TV cho quý anh chị coi hình ảnh khác nữa nha. Đây, đây là Nguyễn Ái Quốc nè, bên tay trái đó quý anh chị em thấy đó là Nguyễn Ái Quốc đó. Họ Nguyễn Ái Quốc mang cái khà vạt này khi còn trẻ này. Từ lúc mà Hồ Chí Minh đó cầm quyền đó năm 1945, quý anh chị em thấy có khi nào Hồ Chí Minh bận cái đồ mà tay có khà vạt không? Không có. Họ chuyên môn là Hồ Chí Minh chuyên môn là bận cái hồ đồ mà đại cán, cái đồ của giặc Tàu đó. Và Hồ Chí Minh đó tự xưng là cha già dân tộc, tự xưng là Bác Hồ. Không có ai mà hành xử mà thô bỉ như vậy. Tại vì khi mà hiểu được cái dân tộc tánh của Việt Nam đó, thì mình xưng là cha già dân tộc như vậy đó, thì nó trở thành loạn luân đó. Nó trở cái Bác Hồ cũng trở thành loạn luân luôn. Đâu phải mà ai cũng kêu mình Bác được. Nhưng mà Hồ Chí Minh hoàn toàn không có loạn luân. Tại vì Hồ Chí Minh là một người Tàu. Thành ra người Tàu trở thành cha của một người Việt Nam không có loạn luân, và trở thành Bác của người người toàn thể dân tộc Việt Nam cũng không có loạn luân nữa. Thấy không? Tất cả nó đều có cái mục đích đó. Tại sao có cái chữ Bác? Tại sao có chữ cha già dân tộc như vậy? Tất cả nó được sắp đặt hết để cho một người Tàu để mà thống lãnh cái đất nước này. Quý vị có tin rằng Việt Nam, Hồ Chí Minh là một người Việt Nam không? Thấy không? Ngay cái phần này cũng là dùng cái tay mà bốn ngón cầm viết đây này. Ký tên Hồ Chí Minh. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ dùng toàn là những cái ký hiệu phiên âm không à. Nó là một tên Tàu, thành ra nó dùng tất cả những ký hiệu phiên âm không. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Độc lập tự do. Thấy không? Nó dùng toàn là ký ký hiệu phiên âm và nó không rành về chữ chữ Việt, thành ra nó viết sai rồi chỉnh sửa tùm lum tà lá hết, nó đầy lỗi chữ chính tả luôn. Đây là cái di chúc của Hồ Chí Minh mà viết là như vậy đó, hiểu không? Tuyệt đối bí mật. Hồ Chí Minh viết di chúc. Mà khổ một cái đó, khi mà Hồ Chí Minh mà theo như Vũ Quý Kỳ mà thư ký riêng của Hồ Chí Minh đó, thì Hồ Chí Minh nói rằng là phải hỏa táng cái xác và đưa cho cốt để ba miền đất nước, mà rốt cuộc mấy cái tên cộng sản nó lại
nó tại thành lập cái lăng Hồ Chí Minh, nó sẵn sàng nó đi ngược lại truyền thống văn hóa phong tục quán của người Việt Nam. Đối với người Việt Nam, chết là phải đem chôn, chứ không có ai mà phải bị phơi xác như vậy. Cái hành động phơi xác này là cái hành động mang rợ, nó đi ngược lại tạp tục tạp quán của người Việt Nam. Và hôm nay đó, nhà nước Việt Cộng đó lại đưa ra những cái luật gọi là bắt buộc người ta phải chôn hết hoặc là thiêu sống, chứ không có được để trong lòng kiến giống như Hồ Chí Minh. Mà cái trường hợp Hồ Chí Minh chỉ là ngoại lệ thôi. Luật pháp là cho toàn dân nhé, cho mọi người, chứ không phải luật pháp mà chỉ có Hồ Chí Minh là được phơi xác như vậy. Đúng không? Cái luật pháp đó là luật pháp mang rợ của bọn cầm quyền. Nè, cái phần này đó là TV cũng muốn nói là địa chủ ác ghê. Hồ Chí Minh đó giết cho bà Nguyễn Thị Năm, giết người, giết đến bao nhiêu người đồng bào quý anh chị em biết không? Giết rồi là ngót 260 đồng bào. Mà một cái bài ngắn như vậy hoàn toàn không có một chứng cứ nào. Nếu mà quý anh chị em vào mà đọc cái bài địa chủ ác ghê coi, để thấy Hồ Chí Minh viết những lời thô bỉ như thế này. Lấy cái bút hiệu là CB là của bác ấy, đăng trên tờ báo Nhân Dân. Cái này là trong cái lịch sử mà quý anh chị em cần vào Google để mà search ra. Thấy không? Mụ địa chủ Cát Hành Long, không? Mới đầu vô giết chết 14 nông dân vậy thôi à. Một người mà được viết bài mà được đưa lên trang nhất của tờ báo Nhân Dân mà chỉ viết như vậy thôi mà không lấy một chứng cứ, rồi tra tấn đánh đạp hàng chục nông dân nay còn tàn tật, ai tên gì, 14 người nông dân chết tên gì, phải không? Hàng chục nông dân bị tàn tật ở đâu? Đâu có phải viết một cái bài mà rất là nhảm nhí như vậy rồi đem cái bài đó ra để mà xử tội bà Cát Hành Long. Hoàn toàn chỉ nói giết người không mà không lấy một cái bằng chứng. Quý anh chị em đọc đi, đọc hết cái bài này đi rồi sẽ hiểu tại sao mà có sự tàn ác của cải cách ruộng đất như vậy. Bởi những con người mà vu khống người ta rồi giết người ta như vậy, hoàn toàn không một chút bằng chứng. Nó làm như là nó chứng kiến hết tất cả 260 cái chết này. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được một Hồ Chí Minh mà ghê gớm và tàn bạo, mà vu khống người khác như thế, vu khống người ân nhân của mình như thế. Đó là bà địa chủ Cát Hành Long đó, tức là bà Nguyễn Thị Năm đó, tức là Hồ Chí Minh đã tham dự cái cuộc xử án bà Nguyễn Thị Năm đó, đầu tiên đó, thưa quý anh chị em. Và Hồ Chí Minh bịt râu để mà xem cái xử án đó. Và Hồ Chí Minh cũng làm người mà lau nước mắt trước Quốc hội để mà nói rằng là chấm dứt cái cuộc cải cách ruộng đất này, để mà cũng như là khiển trách Trường Chinh vậy đó, là cái tội ác này đã cải cách ruộng đất làm hàng trăm ngàn người chết như vậy là do tội ác của Trường Chinh. Nhưng mà sự thật, cái tên Trường Chinh này người ta còn ghi lại những cái mà Trường Chinh cầm gậy để mà đánh vô lên mộ của bia mộ của cha mẹ mình, vì cái vấn đề cha mẹ mình quá giàu có và trở thành địa chủ giống như bà Cát Hành Long
là cũng là một địa chủ phải bị xử tội chết. Trí phú địa hào đào tận gốc là phải chết như vậy. Kinh hoàng thiệt. Rồi đây đó, Hồ Chí Minh có vợ là Tăng Tuyết Minh, cũng là người Tàu này, bên Trung Quốc. Hình ảnh lịch sử nó ghi rõ ông ta là người Tàu thôi. Đây là cái bằng chứng này cũng là rất là xác đáng này. Mà ghi lại cái Ngục Trung Nhật Ký và xuất bản vào năm 1932 này. Rồi không biết làm sao rồi cái ở đây là sửa đổi thành 42 rồi 43, mình thấy lịch sử của cộng sản là chuyên môn bị xóa bỏ và thay đổi. Rồi bây giờ TV cho quý anh chị em coi nè, xem cái phần nó có nhiều điều để mà TV chứng minh 256, để mà Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp Tàu. Chỉ có gián điệp Tàu thì mới có cái câu thơ của Tố Hữu đó. Tố Hữu là người thân cận của Hồ Chí Minh, viết một câu thơ như thế này: viết viết nữa bàn tay không ngút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong, cho đảng bền lâu rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Thấy không, nó dạy cho thanh niên học sinh rồi đó, phải biết thờ Mao chủ tịch và thờ Stalin bất diệt, là hai tên ngoại nhân mà đồ tể của thế giới đó. Mao Trạch Đông là giết hàng mấy chục triệu người dân Trung Quốc, và Stalin cũng giết mấy chục triệu người dân ở bên Liên Xô. Mà ngày nay đó, ở Hoa Kỳ nó có một cái biểu tượng để mà nói đến cái chết của 100.000 người, ở 100 triệu người chứ, 100 triệu người bị giết bởi cái chủ nghĩa cộng sản, bởi những tên đồ tể cộng sản. Trở lại cái Ngục Trung Nhật Ký đó, thì chúng ta thấy đó, Hồ Chí Minh đó chính là tác giả của Ngục Trung Nhật Ký. TV nghĩ đó là đúng, tại vì trong cuốn sách của Ngục Trung Nhật Ký nói rõ ràng là trung thành vốn lòng không thẹn, lại bị hàm nghi làm Hán gian. Ổng là người Hán, đúng vậy, thành ra ổng mới viết là bị hàm nghi là Hán gian đó. Chỉ có người Hán mới nói cái câu này thôi. Đó là bằng chứng chứng minh là Ngục Trung Nhật Ký là của Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh là một người Hán và bị nghi là làm Hán gian. Vốn biết là đời không dễ xử, đến nay càng khó xử muôn vàng. Đó là cái điều chứng minh Hồ Chí Minh là một người Hán. Thành ra cái tay cầm cái viết giống như tay cầm cọ để mà viết cái chữ Hán. Bây giờ thêm một cái câu trong Ngục Trung Nhật Ký như thế này: ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện. Thấy không? Chính ổng là người Hán, thành ra ổng mới viết là ngủ này thì người Hán nào cũng lương thiện. Nhưng mà Hà Nội là dịch ra là ngủ thì ai cũng lương thiện, họ bỏ đi chữ Hán, họ toàn là sửa sai lịch sử không à. Đối với cộng sản là chuyên môn sửa sai lịch sử để mà cho phù hợp những gì mà họ mong muốn. Tỉnh dị phân ra kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tính giữ, phần nhiều do giáo dục mà nên. Đó, quý anh chị em thấy
Đây cái phần 14 này TV muốn đọc cho quý anh chị em viết nè. Quý vị nhìn vào lời nói của bản hiến pháp 1992 cũng chẳng nói lời nào đến những dòng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Họ phủ nhận giá trị đóng góp của tiền nhân. Họ xem như đất nước ta chỉ mới thành lập từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bằng chứng là Đại sứ Lê Công Phụng ở Mỹ từng tuyên bố rằng đất nước Việt Nam chỉ mới có vài chục năm, còn quá trẻ so sánh với Hoa Kỳ. Coi như đất nước Việt Nam này không phải là một nước Việt Nam khi xưa nữa. Chắc cũng là cái ý của tên gián điệp giặc Tàu. Tên gián điệp Tàu. Khi giữ chức Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh vẫn chưa từng một lần về thăm quê hương đất Nghệ An, nơi mà có bà con, cô bác, dòng tộc của mình. Nhưng mà sau khi đó mà dòng tộc chết hết thì Hồ Chí Minh lại về thăm. Nó nhiều điều lắm. Ở trong đây thì nếu quý vị đọc hết đi thì TV chiếu từ từ cho quý anh chị em đọc hết nè. Cái bài viết Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc nè. Thì quý chị em ráng đọc hết bài viết này thì TV nghĩ rằng hình ảnh nó rõ ràng như vậy. Thì quý em có thể là pause rồi đọc cái bài viết này. Rồi đó, đây là cái cờ mập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, mà trong cái phim mà Trường Chinh đó, hiểu không? 20 mấy tập đó, 24 tập. Ai người làm đá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến về làm cờ tổ quốc gì các bạn đó. Cộng sản có nói là Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ ra lá cờ. Thì đây quý anh chị em cũng đọc hết đi. Rồi Lê Quang Sô là người vẽ ra đất cờ. Nhưng mà sự thật là đọc hết bài này đó thì quý em sẽ hiểu rằng là lá cờ này nó được Hồ Chí Minh mang đến chứ không có ai hết. Không có ai là tác giả của nó. Mà từ năm 1945 nó còn quá mới, nó đâu có xưa đâu. Thời đó nó đã có hình ảnh, nó chụp hết trơn rồi. Thành ra ai là người vẽ lá cờ thì sẽ biết ngay. Đến giờ này chúng ta chưa thấy người mà vẽ lá cờ nữa. Đó là cái bài viết mà TV256 mong muốn quý anh chị em đọc. Hiện giờ TV256 nó khô cổ họng lắm rồi. Thành ra nó coi bộ là nó hết sức luôn rồi đó. Thành ra là mong là quý anh chị thông cảm giùm. Đọc dùm TV256 cái bài viết này. Tất cả những bằng chứng 21 điều, 22 điều, 22 điều để mà chứng minh Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu. Rồi bây giờ sắp sửa, nãy giờ TV kéo cũng hơi nhiều rồi, bây giờ đến cái giai đoạn chót đây nè. TV muốn chia sẻ một phần chót chút xíu nè. Cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại, năm Việt Nam thực hiện vai trò là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức. Đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020, mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô,
đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Đạo đức, tư tưởng và phong cách của Hồ Chí Minh mà TV đã nói rồi, cái tên nó hại đồng bào ta biết mấy, nó giết hàng trăm ngàn người học tập tư cách nữa. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, với niềm phấn khởi tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà một thế kỷ nữa không biết có đến hay không, mà vẫn tiếp tục nói vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn. Thấy không? Nhập nhằn ấy. Nhập nhằn ấy. Lúc thì này, lúc thì nọ. Tốt hơn là dẹp bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh luôn muôn năm đi rồi nói gì thì nói. Lúc này, lúc nọ. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Rồi hết rồi đó. Ghê thiệt. TV 256 xin mến chào quý anh chị nha. TV quá mệt mỏi luôn rồi, khô cả cổ luôn rồi. Ê, xin mến chào.